ăn tí nước màu này nó đâu anh ạ? Màu cà phê ấy. Làm sao nó lên màu và đẹp mà ăn nó ngon mọi người ạ? Thử nếm lại này. Ngon à? Ngon nhỉ? Quá là ok luôn. À, chuẩn bị lên bếp đi. Đổ nước vào. Được rồi chưa? Đổ à, nước ra. Bật bếp đi. Lọc vào mà nó vẫn màu đẹp. Bật bếp đi. Ừ. Chắc gì nó quệ vào nó mới đấy. Mình làm sao nhừ đến lúc mức mà gắp được cái miếng của nó ấy nhá mọi người nhá. Thì đấy mới gọi là thành công. Tiền. Ôi ơi anh ơi. Mọi người thấy gì chưa? Sao màu nó xuống nhỉ? Đấy, đói rồi chứ không mình sẽ cho thêm vào để ninh thêm phát nữa. Thì nó sẽ lên màu đẹp hơn nhiều. Ui, cái nước này chắc là ngon lắm ấy. Nó quệt lại rồi. Bây giờ phải lấy cẩn thận không nát hết cơ mọi người ạ. Tại vì nó khá là nhừ rồi. Cũng chưa đạt đến độ nhừ kinh điển đâu. Nhưng mà thế này là khá là nhừ rồi nhá. Đấy gần như kiểu là đậu lợn kho anh nhỉ. Ui. Nước canh nó ngon đấy. Wow. Mà bạn anh lâu thế. Đấy rồi. Bây giờ đúng phải đến đi chén đã. Luôn nhỉ. Wow. Đấy nha mọi người nhá. Đây là chiếc đầu lợn gọi là nấu đúng là phong cách Trung Quốc của anh em mình nhá. Cho nước vào đây này. Ok không mọi người? À, đi. Ê. À, anh em mình đã xong một chiếc thủ lợn nấu phong cách gọi là và lung tung. Bạn mời đại ca đây đấy mọi người ạ. Giới thiệu với mọi người đây là gì nhỉ? Đại ca Tuấn Vũ. Chuyên cho bốc bán họ và dắt bò đi thả. Anh em có ăn thịt bò gọi đấy. À, bạn mình thì vừa ở bên Juventus bên nước ngoài về nên là hôm nay phải tiếp đãi nó nhiệt tình. Vừa đi du học về được vài tháng. Du học vài tháng ở bên nước ngoài về. Anh ở Juventus ở đâu? Nước ngoài. À, đây nha, bây giờ sẽ thử cái này xem là nó đã như chưa nhá mọi người nhá. Wow, khá là ok đấy. Xoắn được mà. Xoắn được này. Ui. Thấy ui à. Chưa? Ui, chạy dọc luôn. Em thích ăn cái má nó lắm. Thôi được, bây giờ ai ăn cái gì thì tự chảo vào đấy nhá. Chén đi. Ăn gì các bạn nhỉ? Cho tôi làm cái tay đấy. Đây, chỉ đơn giản. Ui, quánh một cái này là no anh nhỉ. Ui. Ui. Gì? Ui. Nói chung là tự xử. Đấy, sao đây? Kéo này, cắt phát là xong. Em phải cầm rún nó ra là được. Em phải nhấm cái mũ mồ của nó đã. Mấy mút mút thử là thế khá là ok rồi mọi người ạ. À, cái tai đi. À, dạ. Em mút được cái tai đi. Ôi dạ. Ui, ăn nó phải cả cụm rồi. Ui dạ. Nào, mình sẽ thử miếng nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon. Chưa? Ngon không? Ngon. Nào, cái tay nghề thế nào? Ngon không em? Ok không? Ngon nhìn nó là biết là nó thích mỡ rồi. Nhìn là biết là thích mỡ rồi đó. Lâu lại được bạn nhá. Bài vòng á. Wow. Ở đây mình phải chơi kiểu này nó mới ngon được. Ăn chỗ nào ngon nhất này? Các em cắn miếng thủ miếng đấy. Không ngấy không? Không ngấy đấy nhỉ? Không ngấy à? Được không? Được. Ở bên được bạn. Không anh cũng được. Anh cũng được. Không được đâu. Không được đâu. Đi được, đi được. Chỉ là khó ấy. Kinh nhỉ, thằng mà ai là người ấy. Hay ăn đi. Vừa mua ngoài cửa hàng. 101 à? 101. Ra đường chặt tay đấy. Sao? Giỏi lắm, anh làm được một tay. Làm sao đấy? Để đấy, bây giờ phải nói chung là cái món này thì cho em ăn sâu nó sẽ nó hơi gì nhỉ chưa đủ thời gian một chút. Nếu mà đủ thời gian đấy thì sẽ ngon, làm ngon hơn, mềm hơn và đẹp hơn. Món này hơi ngon lắm, món này ăn cơm các kiểu đều ngon. Ngon đúng không bạn? Mày quay đang chiều đãi rồi.
Là chào mấy khi các bạn về nên là hôm nay thì tao phải đi tận xuống chợ đầu mối để mua cái đầu này về về đấy. Đấy, tí nữa ăn xong ngon thì trả tiền đấy. Trả. Tí nữa nợ cũ. Anh đây nợ nợ 5.000 tiền bia. Trời. Năm ngoái. Năm ngoái. Cảm ơn nữ. Năm ngoái. Nào. Bây giờ nhá, thử phát này. Ăn món nó ăn đúng kiểu phong cách ở trên Tây Bắc. Ui à, ui 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 à, đấy cứ cho em cái món dưới bọc quá. Thế được, anh cần cái món này cấu từ từ này. Đây này, lấy tay mà cấu, không lấy tay mà cấu. Bọc quá. Sao đây em sống một phát thì ăn cả sống ngơ ăn mà. Đấy, ăn đúng theo kiểu ở trên Tây Bắc mọi người ạ. Đầu lợn là má lợn. Còn đây là đầu tây má lợn. Đây là theo cả chọi. Đây là cái má mồm nó nhé. Wow. Mà để không bảo ngon à? Em không. Ui là quá. Chỉ ngon như thế này không ăn thì cũng bia làm gì. Không uống bia thì đau bụng á. Tuyệt vời. Ngon lắm, chỗ này là có thịt lắm thịt nè. À, những lúc mà thưởng thức những cái món gọi là cả con với lại cả củ. Đấy, nó rất là ngon đấy mọi người nhá. Nó ngon hơn là tách từng cái đấy ra để luộc cái kia tại vì nó ngọt hơn nhiều. Ngon đấy. Ngon. Có cái gì mày không ngon không? Như là thịt kho ấy. Thằng này thì chả cái gì nó bảo không ngon nhỉ. Cái gì nó là thế bây giờ bao cần rồi? 85 cần. Wow, bỏng quá. 5 tháng tăng 30 cân thịt thì... 5 tháng tăng 30 cân thịt có 30 cân thôi mà. Wow. Đây là chín hết rồi nhá, không phải sống đâu nha mọi người nhá. Nếu mà sống mà không bao giờ bệnh được ra như thế này. Nó hầm như rồi đấy, tại vì cái nước của nó sẽ như thế này đấy, nó hầm như rồi gì mà màu nó đỏ này là do nó bị om ấy. Mà gì mà làm cái này? Làm phải tăng 10 cân. năm tháng tăng 30 cân. Có cái gì chỉ phát anh em ấy. À, có cần giảm cân không? Xuống đây làm bao cát bao đệm đấm vài hôm giảm cân ngay. Ui. Rồi, mời bạn miếng này. Rồi, làm cả đi. Ui. Cắt cơn. Ui sao? Dồ gái. Ui, các bạn nha. 100%. Ui. Ui, quả mán không? Ui, bỏng. Em ăn miếng này nhỉ. Hay ăn mà cũng đi mời. Ăn xong thì rau tay không rau tốn giấy. Mang đệ thấy bên Trung Quốc cứ ăn Thế đây bạn à. Ông kia ơi, tôi hiểu châu phi là tôm. Không chấm được cái bọn ăn thù của bạn này mọi người. Mình vừa uống được có khoảng tầm hơn khả năng mình đổ ra bát để chiến với nó chứ không chiến được. Ui, còn nhiều đấy. Có ai ơi, biết mẹ con bia rồi. Trộn. Thế còn với một bát. Đây, uống đi nha, chả gì ngoài bia cả. Đó. Wow. Ngọt lắm, thịt má nó ngọt lắm. Đây đây. À, cái thịt này là cái thịt gọi là thái dương. Rất là ngọt, ui bỏng quá. Thanh má. Để nó ra. Ấy. Ui, ngon này, ngọt. Mang đệ rất thích ăn kiểu kiểu tây như thế này nhé mọi người nhé. Nó thích kiểu hầm ấy. Thế nên hôm nay mình mới làm cái món này tiện thể đãi bạn luôn. Ngon nhỉ anh nhỉ? Bây giờ nói thật lòng một câu, ok không? Ok. Ngon mà. Ở đó mà thừa. Nói bây giờ hỏi tao thật nhỉ. Mình diễn hết cái này không?
hết nửa cái. Nếu mà có độ ủ hết một cái không? Không biết đâu. Không biết được. Hai cái đoạn này nó hơi khoai. Hai cái má này hơi khoai. Ngày xưa nó có năm mấy cân cái đợt mà cái đợt trước mà chụp ảnh cái gần. Năm hai cân. Năm hai cân. Đây là nhìn mà rách. Thế mà bây giờ 85 cân. Bây giờ như còn đi lạc. Đây là hôm nào sẽ cho mọi người xem nó cởi trần ra. Ôi giời, bụi nhiều rồi. Còn hơn con này chắc chắn luôn. Con này là nếu mà tính theo cân hơi ấy, thì khả năng thì được độ tầm 70 cân rồi. Còn con này là đuôi. Khỏe lắm. Đấy thì bạn ơi, cũng là mới đấy. Căng lên thì mà căng lên. Anh em còn ngồi lâu dài giết nhau ghê đấy nhỉ. Thôi được, hôm nay có khách đến. Mình cũng cố gắng uống hết chục lon thì thôi. Anh chưa hết một lon này, mình uống chắc hết lon rồi ai rồi. Nè tôi đừng có một phát hết nhé, cả nó còn bia. còn rất nhiều tụ tè đấy. Anh mà hết bát thứ nhất này là anh lấy hết bát thứ hai đấy. Nhìn quả mỡ thì thật ra là nó không ngấy mấy đâu nhá, nhưng mà đấy rất là mềm, chọc tay vào này đấy. Thật ra là nó không ngấy mấy đâu, nhưng mà nhìn trông nó kiểu hơi sợ mắt. Mỡ màng kìa. Như kiểu đầu lợn đen ở trên Sapa. Làm miếng tay ấy. Ui. Đấy, làm lại cái xong rồi để tao làm cho mấy cái ăn lâu lâu tí, gặm miếng này gặm đấy. Đấy, gặm nhặt nhặt. tiếp từ từ áo nghẹn rồi. Ngồi đâu cái gì? Nó ăn giống như kiểu bắt giới ăn dưa hấu ấy mọi người ạ. Đấy, không ngấy. Cành cách teo đấy. Không ngấy mấy mà. Bây giờ phải làm nào để lấy được quả ốc nó ra ấy. Chiến hết lại được ốc này. Vậy chiến hết thì hết mày, hay mình ăn nửa cái, nhưng anh ăn nửa cái. Ừ, lạnh bố, không chống được. Ăn gì gọi là nếu mà ăn để ngon đấy, chứ còn ăn để chết thì ăn để chết thì không chống được. Nửa cái này đã hết rồi. Coi như là hết rồi, nửa cái này coi như là hết rồi. Coi cứt đây, toàn thịt là thịt thôi. Siêu mỏng. Cái này bạn nấu em mau điện nấu á. Cả hai đi bạn ơi, tôi sắp hết lon thứ hai. Ở đây thì có mỗi mình nấu mang điện thì gọi là múa. Bỏng hết à? Hết thật à? Nghe vời vời đấy. Càng không hiểu, không ổn rồi mọi người. Con này bạn bè này, gọi là mẹ bà đó, ép nhau uống bia là mẹ bà hết, không nên ép nhau mà. Anh em mình để hết chỗ này, còn chỗ kia thì chia đôi, thằng nào không uống hết là chó. Nghe chủ nhân vậy, anh sẽ làm chó đó. Ngày nào mà không uống hết 10 lon bia, người nó khó chịu. Nghe mày là cái nào áo có cần lấy cúc không? Nghe đóng phê lắm. Bác lại lấy các quận giấy, quận giấy đây, lau tay kéo nới cúc quần cái. Hôm nay ăn thoải mái, ăn tiện, ăn ngấy thôi nhá. Anh ơi, uống say bét tôi là nhè thôi nhá. Hôm nay lên bảng chơi định mặc quần đùi ấy, còn thấy một nhiều. Không mặc quần đùi mà hơi rét. Vẫn biết ra à? Cũng biết ra à? Thế chứ. Chắc mấy. Cuộc đời trong gió bao la, cả sợ gì ba cái gió rét mùa đông. Thì có lõi nhỉ.
Bật cho quả này nóng quá. Cởi áo ra. Cởi chân. Không phải ngại. Cởi bò đỉ tí. Báo điện có mút mắt không? Có. Nhưng mà bảo quá chưa mút được. Cởi ra sợ các em nó thích sóng mũi quá. Cứ cởi ra sợ gì nhỉ? Không phải ngại. Sóng mũi nghe hơi phè. Hơi đói, hơi đói. Ăn món này nó không mới mọi người ạ. Không mới mà. Không mới. Tại là mình làm hầm lâu. Luộc trước là luộc gần chín rồi, xong rồi bắt đầu. Ui, nhưng mà vỡ mất mát rồi. Bỏ quá. Rồi mình cay cái thế nào nhỉ? Wow. Không ngấy đâu, thật, cái mỡ của nó này nó kiểu như là mỡ đây này, kiểu như là mỡ sấn đấy nhá mọi người nhá, đấy không có một tí nào gọi là ngấy cả. Này hãy nhìn cái cục mỡ này này, cục đấy. Mỡ này nhìn nó ngấy như thế này mà đó. Nhìn nhá, nó như kiểu mỡ sấn này đấy, thấy chưa, không ngấy luôn nhá đó. Lại hết rồi. Yeah. Hôm nay gặp đối thủ. Anh ấy chuẩn bị sao đó từ qua để anh bắt đầu uống luôn đi anh. Nhưng mà nó quá. Uống bia tôi cảm giác nó. Phải chơi ra bát mới chống được đó. Chơi ra bát mới chống được, còn không chống được. Này không uống hết 10 lon không chịu được. Một mùa hè. Mùa đông này thì không biết, mùa hè không biết nó sống kiểu gì. Chắc là nhà tiền điện mỗi tháng. Mùa hè chắc là mấy củ. Phòng anh đấy riêng 2 cái 24 trên 24 mà để cho làm bia đi. Cái nhạt mồm miệng quá. Thế đi ạ. Trời. Ôi, khả năng là clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bây giờ mà để nó ngồi lên một tiếng. Kết thúc video thì đuổi nó về cả. Mỗi cái kia là mọi người. Chào tất cả mọi người nhá. Chào kênh ủng hộ anh em mình nhá. Và comment ở phía dưới nhá. Mai đem thằng này ra đầu chôn nó đi. Không thể để nó sống được. Nó không thể để nó mọc mầm lên được nữa. Rồi, chào mọi người.